Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình coupe Composite, một dòng xe địa hình và được trang bị bộ chuyển động full Shimano Alivio, bộ giảm xóc hơi của Epicon SR Suntour, bánh 26 inch khung nhôm thương hiệu coupe rất là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm, thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, thương hiệu coupe model Composite. Xe là toàn bộ là khung nhôm hết, tông màu em về là tông màu trắng với cả đỏ đen thì thể thao và đẹp mắt. Trang bị bộ chuyển động rất là cao, của rất là ngon của dòng Shimano, là dòng Alivio. Với 9 tầng lip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng lip và đây là 3 tầng đĩa, nó sẽ có 27 tốc độ khác nhau. Với bộ phanh dầu của Shimano, có kể cả các khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái luôn, rất tiện lợi. Giảm xóc hơi của Epicon SR Suntour, bánh 26 inch. Và nhà Tule X520 máy Lovatec đi vòng cuối lỗ. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Sàn đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm, thì xe của các bác đi từ khoảng 1 mét 566, khoảng 1m76. 9 tầng lít và 3 tầng đĩa của Alivio, rất mượt mà. Chiếc xe có giá bán bên em là 9.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.